Xem tuổi sông nhà, sông đất năm 2024, hợp mệnh gia chủ tuổi Ất Mùi, sanh năm 1955, mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành, tương sinh với gia chủ, đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi sông đất tốt đối với gia chủ tuổi Ất Mùi, sanh năm 1955, vào đầu năm mới 2024 như sau. Tuổi Đinh Hợi sanh năm 1947 tốt, tuổi Canh Tý sanh năm 1960 khá, tuổi Mậu Thân sanh năm 1968 khá, tuổi Kỷ Dậu sanh năm 1969 khá, tuổi Canh Ngọ sanh năm 1990 khá, tuổi Kỷ Mão sanh năm 1999 khá, tuổi Đinh Tỵ sanh năm 1977 khá, tuổi Mậu Dần sanh năm 1998 khá, tuổi Kỷ Hợi sanh năm 1959 trung bình và tuổi Giáp Thân sanh năm 1944 trung bình. Các tuổi sông đất xấu cho gia chủ tuổi Ất Mùi sanh năm 1955 vào năm 2024 là các tuổi sau gia chủ cần lưu ý. Tuổi Nhâm Dần sanh năm 1962 xấu. Tuổi Ất Tỵ sanh năm 1965 xấu. Tuổi Quý Tỵ sanh năm 1953 xấu. Tuổi Mậu Tỵ sanh năm 1948 xấu. Tuổi Mậu Ngọ sanh năm 1978 xấu. Tuổi Bính Dần sanh năm 1986 xấu. Tuổi Quý Mão sanh năm 1963 xấu. Tuổi Ất Mùi sanh năm 1955 xấu. Tuổi Nhâm Thìn sanh năm 1952 xấu và tuổi Kỷ Mùi sanh năm 1979 xấu. Phân tích mối quan hệ xung khắc đối với 10 tuổi sông đất tốt cho gia chủ tuổi Ất Mùi sanh năm 1955 vào đầu năm mới 2024 như sau. 1. Người sông đất sanh năm 1947, tức tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can ất của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là hợi, đạt tam hợp. Hợi Mão Mùi với địa chi Mùi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là hợi, không xung, không hợp nhau với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn, chấp nhận được. Tổng điểm 16 trên 20, tốt. 2. Người sông đất sanh năm 1960, tức tuổi Canh Tý, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, tương hợp với thiên can ất của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Tỵ, phạm lục hại. Tỵ hại Mùi với địa chi Mùi của gia chủ không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Tỵ, đạt tam hợp, thần Tỵ Thìn với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 3. Người sông đất sanh năm 1968, tức tuổi Mậu Thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là Mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can ất của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là Mậu, trực xung với thiên can giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là Thân, không xung, không hợp nhau với địa chi Mùi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là Thân, đạt tam hợp, thần Tỵ Thìn với địa chi Thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 4. Người sông đất sanh năm 1969, tức tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ.
Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ trực xung với thiên can ất của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là dậu không xung không hợp nhau với địa chi mùi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là dậu đạt lục hợp thìn hợp dậu với địa chi thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 5. Người sông đất sinh năm 1990, tức tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, tương hợp với thiên can ất của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là ngọ, đạt lục hợp. Ngọ hợp mùi với địa chi mùi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là ngọ, không xung, không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 6. Người sông đất sinh năm 1999, tức tuổi Kỷ Mão, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ trực xung với thiên can ất của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là mão đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mùi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là mão phạm lục hại mão hại thìn với địa chi thìn của năm Giáp Thìn không tốt. Tổng điểm 15 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1977, tức tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc không tương hợp với thiên can ất của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là đinh, không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung không hợp nhau với địa chi mùi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là tỵ, không xung không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Tổng điểm 14 trên 20 khá. 8. Người sông đất sinh năm 1998, tức tuổi Mậu Dần, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc không tương hợp với thiên can ất của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm Giáp Thìn không tốt. Địa chi tuổi xông nhà là dần, không xung không hợp nhau với địa chi mùi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là dần, không xung không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Tổng điểm 13 trên 20 khá. Chính, người sông đất sinh năm 1959, tức tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi xông nhà là mộc xung khắc với ngũ hành kim của gia chủ vì kim khắc mộc không tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là mộc tương sinh với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ trực xung với thiên can ất của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là hợi đạt tam hợp hợi mão mùi với địa chi mùi của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xông nhà là hợi không xung không hợp nhau với địa chi thìn của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình. 10. Người sông đất sinh năm 1944, tức tuổi Giáp Thân, mệnh thủy. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ vì thủy sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi xông nhà là thủy xung khắc với ngũ hành hỏa của năm Giáp Thìn vì thủy khắc hỏa không tốt. Thiên can tuổi xông nhà là giáp không xung khắc không tương hợp với thiên can ất của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi xông nhà là giáp không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm Giáp Thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là thân không xung không hợp nhau với địa chi mùi của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xông nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thìn với địa chi thìn của năm Giáp Thìn rất tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình.